số 2 tượng trưng cho nguyên tắc, đến với nhau và sự cộng tác. Nó thể hiện rằng một con người phải biết thông cảm và sự thân tình và ngoại giao cần trong công việc. Số 2 luôn để ý tới người khác cũng như chính bản thân mình và luôn mong muốn thể hiện sự thân thiện, cảm thông và tế nhị. Số 2 nghệ sĩ, nhút nhát, kỹ tính và biết phân tích. Nguồn năng lượng của số 2 mang tính âm và cuốn hút. Tài năng, hấp dẫn, biết cảm thông, giúp đỡ người khác, đằm thắm, dịu dàng, nội tâm cân bằng. Thử thách, quá hiểu rõ bản thân, sợ hãi, do dự, quá chi tiết, quá tận tâm. Mục tiêu cá nhân, những mối quan hệ thân tình, sự an toàn. Sợ hãi, những thay đổi bất ngờ, sự cô đơn, phạm sai lầm. Nghề nghiệp, sẽ thành công với nghệ sĩ, kỹ thuật viên, nhà tâm lý, bạn đời, bác sĩ, kế toán. Ưu điểm, người mang con số đường đời 2 có khả năng trở thành một người hòa giải tốt. Sức mạnh của số 2 đến từ khả năng lắng nghe và thấu hiểu. Số 2 sắc sảo và nhạy cảm, đồng thời dễ dàng đồng cảm với người khác và thường đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của mình. Số 2 thường có suy nghĩ sâu sắc và luôn muốn tìm hiểu về những bí ẩn của cuộc sống và những khía cạnh phức tạp của cuộc đời. Số 2 có thể nhìn đời bằng con mắt công bằng và trung lập. Đặc điểm này khiến số 2 có thể nhìn bao quát được điểm tốt và xấu trong những quan điểm khác nhau ở mọi cuộc tranh luận. Đồng thời số 2 quan tâm tới người khác một cách thật lòng, suy nghĩ về người khác một cách tốt đẹp nhất và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho người khác. Vì điều này mà nhiều người tìm đến số 2 để xin lời khuyên hoặc nhờ hòa giải. Khi hòa giải, số 2 thường có khả năng giải quyết xung đột một cách không thành kiến nhất, lắng nghe cả hai bên để tìm một con đường hợp tác chung. Số 2 có suy nghĩ và hành động rất cởi mở, có thể chấp nhận nhiều luồng tư tưởng, đồng thời cũng rất trung thực, khiêm tốn và nhã nhặn. Số 2 hơn những con số khác ở mọi hoạt động mang tính cộng đồng, vì có thể tiếp xúc và hòa đồng rất tốt. Phong cách ứng xử tế nhị và khéo léo là điểm nổi bật của số 2 trong các mối quan hệ, và nhờ vậy, số 2 không phải là người nắm vai trò lấn áp hoặc chi phối một nhóm người, mà là người bảo vệ sự hài hòa và hợp tác của nhóm. Ở vị trí lãnh đạo, số 2 không bao giờ đòi hỏi sự ca ngợi hoặc danh tiếng, thậm chí vẫn vui vẻ kể cả khi người khác giành lấy kết quả nỗ lực của mình. Dù không kiêu căng, tự phụ và cũng không chủ đích, số 2 lại thường thu hút được sự chú ý và có được danh tiếng nhờ họ khơi dậy được sự nhiệt tình và đem đến cảm hứng cho những người xung quanh. Người mang con số đường đời 2 là những người chú trọng tới sự chi tiết. Họ rất kiên nhẫn, ghét phải gấp rút hoàn thành công việc và luôn tìm được thời điểm chính xác để giải quyết vấn đề. Số 2 có tính dịu dàng, thích nghệ thuật, có óc tưởng tượng phong phú và lãng mạn. Phẩm chất của họ thiên về trí óc hơn là thể lực. Cách sống của số 2 thường tuân theo các thói quen. Khả năng phân tích và đưa ra các quyết định chính xác giúp số 2 trong nhiều công việc, đặc biệt là kinh doanh. Số 2 luôn mong muốn đạt được sự chính xác và thậm chí là sự hoàn hảo trong mọi việc mình làm. Số 2 có trực giác tốt, suy nghĩ cấp tiến, có lý tưởng và biết nhìn xa. Số 2 có tài ngoại giao nhờ biết sử dụng khả năng thuyết phục hơn là tìm mọi cách để đạt được mục đích của mình. Những rắc rối khó khăn được số 2 giải quyết một cách uyển chuyển và dựa nhiều vào tài ngoại giao hơn là sức mạnh tiền tài, địa vị. Số 2 sinh ra là để phục tùng, cộng tác và hòa hợp. Có thể số 2 không phải là một người lãnh đạo, nhưng số 2 lại là một người tài. Về cuộc sống cá nhân, số 2 ứng với những bậc cha mẹ luôn hy sinh để đem lại mái ấm cho mọi thành viên trong gia đình. Họ thích bạn tình của mình biểu lộ yêu thương bằng cử chỉ âu yếm, chiều chuộng và luôn tìm sự trấn an và khích lệ. Số 2 trung thành, ân cần và không để trí tưởng tượng phong phú của mình dựng lên những lý do vô căn cứ để ghen tuông. Số 2 không ưa tranh luận và thường luôn là người đầu tiên muốn làm lành khi có xung đột xảy ra. Nhược điểm, sự tinh tế và nhạy cảm của số 2 vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu, bởi trong khi nó giúp số 2 hiểu và cảm thông được với người khác, nó cũng có thể khiến anh ta không vận dụng được hết năng lực của mình. Nó khiến số 2 nhút nhát, ngại đối đầu thực tế và không có tính quả quyết, khó đi đến quyết định. Nó khiến lòng tự tôn của số 2 vừa mỏng manh vừa dễ vỡ trước ánh mắt và những lời nhận xét tiêu cực của người khác. Vì dễ bị tổn thương, số 2 có khuynh hướng che giấu, không để lộ những suy nghĩ thầm kín và không dám nói lên ý kiến của mình. Một nhược điểm khác số 2 có thể có là thường chìm đắm trong những ảo mộng và nhập nhằng giữa lý tưởng, mơ mộng và thực tế. Số 2 có óc sáng tạo nhưng thiếu ý chí để thực hiện ý tưởng của mình. Nhiều người có con số đường đời 2 không phù hợp với thương trường và hợp với những môi trường hiền hòa, ít tính cạnh tranh. Số 2 cũng có thể quá nhạy cảm và khi làm việc nhóm số 2 gặp khó khăn để có được tiếng nói riêng.
Số 2 thường có tài và là người chủ chốt trong một công việc nào đó, nhưng những nỗ lực của số 2 lại không mấy khi được tán thưởng, bởi số 2 luôn sẵn lòng bước xuống bục vinh quang nếu điều đó là cần thiết. Tuy vậy, số 2 lại có khuynh hướng cảm thấy khó chịu và thất vọng trước những gì mình đã đạt được. Một mặt, số 2 khó thể hiện ý tưởng, quan điểm. Mặt khác, sự quan tâm và tính dễ cảm thông khiến số 2 thường đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của mình. Sự thất vọng, giận dữ dồn nén lại từng chút một có thể khiến nhiều khi số 2 rất bi quan. Khi rơi vào trạng thái tiêu cực đó, số 2 dễ rơi vào trạng thái chán nản, thờ ơ, lãnh đạm khiến khó đạt được điều mình thực sự muốn. Lời khuyên: số 2 cần phát triển khả năng cảm thông và hòa giải, học cách nói lên quan điểm của mình trong giao tiếp và trong khi làm việc nhóm. Số 2 cũng cần học cách nhường ánh hào quang cho người khác và không để điều đó làm mình quá bận tâm. Với số 2, không chấp nhận chịu sự lãnh đạo của người khác và nhất quyết phải là người đứng đầu chỉ đem lại những bất cập và sự không hiệu quả cho công việc.